Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cả gia đình nhà mình nhân ngày cuối tuần đã lái xe tầm khoảng 2 tiếng đến một thành phố rất là xa lạ này. Đó, bây giờ mình đang trước mặt mình là một cái chung cư rất là đẹp luôn mọi người. Cái thành phố này gọi là người ta mới, nhà nước người ta mới làm được khoảng hơn chục năm mọi người ơi. Tất cả là đều là chung cư mới, cái gì nó cũng mới ấy. Đẹp lắm, cho nên hôm nay nhân ngày nghỉ thế là hai vợ chồng mình với cả nhà luôn. Đông quá, mình chưa đang ở đằng kia với bố luôn. Gió hơi to chút nhỉ, gió nó thổi mạnh. À, trời ơi, mình nhìn nhìn cái chung cư mà choáng luôn, mới đầu cứ tưởng là cái công ty hay là cái gì cơ. À, rất là đẹp này, bốn xung quanh. Hôm nay vợ chồng lý do nhà mình đến đây là để gọi là xem cái thành phố này nó như thế nào ấy. Tại vì lần trước mình cũng có chia sẻ là gia đình nhà mình không có sống ở cái chỗ Iksan đến lâu ấy. Nên là đang tìm một cái thành phố để mình có thể chuyển nhà này. Nhưng mà phải đến tận nơi để khảo sát xem như thế nào đã, trường học của trẻ con này rồi các thứ, cái phương tiện giao thông nó có thuận tiện không ấy. Thế nào hôm nay mình đã đến đây rồi. Đó, ở đây nó có tên là Xê Trông Si nha mọi người. Xê Trông Si là một cái thành phố rất là mới luôn. Với lại những người mà ở cái thành phố này ấy, tập trung là nhiều công nhân viên chức nhà nước nha mọi người. Đó, tại vì cái chính phủ Hàn Quốc ấy, người ta quy hoạch là trên Seoul ấy, thì là dân cư là đông quá, tất cả là mọi người đổ xô về đấy. Cho nên là người ta đã làm ra một cái thành phố như này này, để cho những công nhân viên công chức nhà nước ấy là sống ở đây nha mọi người. Những cái chung cư như này này hầu như là công nhân viên nhà nước ở thôi. Với lại trong cái thành phố này thì không có làng quê nhé, tất cả là đều như này này, người ta làm rất là hoành tráng luôn. Cho nên là chồng mình, anh mới đến đây anh ấy xem thành phố như nào ấy. Mấy năm trước cái giá nhà ở đây rất là rẻ luôn, nhưng mà khoảng 3 năm trở lại đây thì nó lên rất là cao luôn, lên tầm khoảng gấp 2, gấp 3 lần luôn đó mọi người. Bây giờ mình lại đi đến một cái công viên ở gần cái khu này này để xem như nào. Trời ơi, bốn xung quanh nhìn mê ơi là mê luôn mọi người ơi. Công viên, ôi hoa nở kìa. Đúng rồi, tốt. Cái gì? Công viên thì cái chắc cô. Vận động là mỗi mấy chục số. Công viên là cũng có chỗ đậu xe rồi như thế này. Thế này nhỉ? Ừ, xe chở chở được, chở được. Bạn cầm chở chở sáng đông đi thao đó. Hả? Sáng đông đi cả chở. Ở đây ngay đây có một cái trường học cấp 3 mọi người ấy. Trường văn nghệ cấp 3 nữa này. À. Bốn xung quanh. Mẹ anh hỏi bây giờ xuống, muốn xuống cái chỗ này xuống kiểu gì mà nó có con đường nhá. 하천으로 생각해. 해긴지예요? 저 동그라미는 해긴지예요? 뭐 하여튼 여러분 thấy lạ, mọi người, nó cứ khen đẹp ấy, tại vì mọi người biết rằng cái tỉnh mình sống ấy, mình đã nói rồi, nó là khu nhà quê rồi. Những người ở trên thành phố lớn mà mình nói mình ở Iksan, nhiều người người ta còn không có biết nó là ở đâu luôn á. Minchudan kem, muốn em bố mua cho cái kem. Ngon không? Đang buổi trưa nắng mà mỗi tội gió mọi người ơi. Hai bố con nhà kia không có đợi ai tí nào cả, đã đi xuống ngoài kia rồi. Úi giời, không nắng mà đợi kem, trời ơi, họng thì quay đấy. Mẹ xem để quay đâu ấy kia. Ủa, cái chỗ này nó sạch lắm mọi người. Cái nơi mình sống nó đã sạch rồi, nhưng mà đến đây nó còn sạch hơn ấy. Không có một cái ngôi nhà cũ kỹ nào nha mọi người. Chuyện là đấy không? Chuyện là sạch. Úi giời ơi, chiếc tổng này quên không có cái chung nắng cho em Minchu này. Đèn xí hết cả da rồi. Thank you.
먹이가 안 사왔네. 저희 정리 bao nhiêu được cá em ơi. Nó nghe thấy tiếng người là nó ấy đây đấy. Nó ngào hết lên đây này. Không biết cá chấm hay cá chép gì nhỉ. Wow. Nhỏ cũng có, to cũng có. Mà nước nó trong lắm mọi người. Cái này là một cái dạng sông ấy, nhưng mà thế này nó cũng khá là trong. Minchu, nhà Minchu cẩn thận, không mà rơi cái điện thoại kia nó to đó con. Muối á? Rồi sao mà nhiều cá thế ta? Trời ơi, con nào con đấy to ơi to, mọi người chắc phải tầm 2 cân chắc. Quên không mua cái đồ ăn cá nhỉ, tại vì có biết đâu, nếu mà biết thì mình đã mua một gói để cho bọn trẻ con nó cho cá ăn. Tưởng cái con sông này nó nhỏ, hóa ra nó khá là rộng mọi người ơi. Bốn xung quanh công viên này là người ta đến kiểu cuối tuần ấy. Người ta đi cho bọn trẻ con đến chơi này, xong rồi tập thể dục các thứ ấy. Khá là đông luôn. Tại vì quanh khu này là chung cư nó nhiều ấy. Rồi chứ gà chuối à. Rồi sang mua cho cái sông. Nhảy đi, nhảy mạnh lên con. Minh Châu, Minh Châu hay các bệnh xấu hổ. Biết nhảy mà có bao giờ nhảy mấy lần. Nhảy đùa ấy. Rồi mọi người đến đây một vòng mới thấy giá như mà có tiền nhỉ, có tiền mà mua được cái chung cư hoặc là cái nhà riêng ở đây mà sống có phải không? Cái thành phố nó đẹp và nó sạch, nó không có một cái chỗ nào gọi là cũ kỹ gì hết, tất cả đều là mới tinh. Bây giờ anh Su là đang ra cái chỗ kia khảo sát thị trường. Chồng mình bảo là tương lai của hai đứa nhà mình ấy, từ nhỏ lớn là toàn nó sống ở một cái thành phố nó quá nhỏ, nó không có được kiểu như là biết đây biết đó nhiều ấy. Cho nên bây giờ sắp sửa lên cấp 2 rồi, nó muốn cho nó hai đứa nó sống ở một cái thành phố nó để sau này nó có thể phát triển bản thân này, trường học các thứ như thế. Đi con dậy dậy, đứng dậy. Nhanh đi bố. Áp anh kìa. Áp anh kìa. Úi giời, nghe nó chạy từ từ ngã vập mặt ra đây giờ con. Bây giờ là nhà mình sẽ lên cái chỗ cầu kia để nhìn được toàn thành phố này. Mà đang hãi nó cao, ui. Giờ không có đứa nào nhát nhà mình, trời ơi. Chồng mình kiểu sợ hay sao mà đang định đi vào cái chỗ kia, mình chưa nó bảo phải leo lên cái chỗ cầu thang kia. Bây giờ mình đã leo lên rồi mọi người. Bốn xung quanh này. Ôi dồi, lên đây thở hồn hề hết cả hơi rồi ạ. Anh kêu léo này mệt. Ê, ý chung nó đến đây. Vậy? 애들아 내려가자. 오 여기 시원하네. 무서워? 오 무서워. 오. 가 그냥. 오 나 높이 못 보겠다. 야 모인동에서는 볼 수 없는 아파트. 당연하죠. 가까워. 아 카이스트인 줄? 어 우주 막 그런 거다. 국제 우주 정거장 센터 기숙 개수. 우주 정책. 개조. 우주 정책. 아 못 봤어. 아 너 또 찾아 진짜 갑시다. 미리. 아니. 가야 되고. 아니 근데 이거 좀 충전. 하고 있어. 하고 있어? 어. 당연하지. Bây giờ sau một thời gian thì cả nhà mình lại. Ui giời đông con hát. Cả nhà mình lại dừng chân ở một cái khu đô thị rất là đẹp luôn mọi người. Trời ơi trong đây mà. Vào đây mới biết là những người có tiền nó mới có cuộc sống gọi là như thế nào. Nhà đẹp ơi là đẹp mọi người. Đây là cái chỗ kiểu một cái sân chơi của trẻ em này. Khá là rộng rãi luôn. Nhà nào nhà đấy toàn gọi là xe đẹp thôi. Trời đi toàn đi mét thôi. Hai đứa thì bảo là mẹ ơi con thích ở những cái nhà này. Bảo chết này bố mẹ làm sao mà. Bà,
chiều này mọi người ơi. Ôi giời, hai đứa nó nhảy. Bây giờ đi xem các thứ này mà cũng đến buổi chiều rồi, mấy tiếng, 3 tiếng đồng hồ rồi đó. Chắc đây sẽ là cái địa điểm cuối cùng của nhà mình ngày hôm nay. Khảo sát thế thôi. Rồi mọi người, bây giờ sau một ngày thì bây giờ cả gia đình nhà mình lại về Iksan, nơi mình đang sinh sống. Nói chung là mình dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn xem và ủng hộ. Nhớ đăng ký, bấm like và đăng ký rung chuông nữa nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.